chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Superbike Virus 987 C3 4V sử dụng một hệ thống kèo độc đáo, rao bán mức giá hơn 1 tỷ Việt Nam đồng. Virus là thương hiệu sản xuất xe máy đến từ Ý, đã trình bày một cái chiếc Superbike độc đáo mà nhiều người rất là quan tâm. Đó chính là cái chiếc Virus 987 C3 4V mà chúng ta đã được nhìn ngắm trong clip hôm nay và được công khai mức giá bán 1.9 triệu bạc, tương đương là 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Theo chia sẻ, có động cơ của Virus 987 C3 4V chính là cái mẫu Ducati 3NL1198, nhưng các bộ phận được sửa đổi để phù hợp hơn thiết kế của xe, chẳng hạn như EQ, hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay đổi ống xả shaft và chuyển đổi cái vị trí là các tản nhiệt ở dưới thân xe. Vị trí các tản nhiệt bằng dầu vẫn giữ nguyên ở trước phần động cơ. Lý do họ chuyển đổi cái bộ các tản nhiệt xuống thân xe vì Virus đã có một thiết kế hệ thống lái hatch. Chiếc xe có hệ thống chèo trước là một cấp nhôm, bộ khung chính là khung nhôm CNC. Những yếu tố này tạo cho 987 C3 4V một thiết kế độc đáo và hoàn hảo. Và một yếu tố là khó có thể bỏ qua chính là toàn bộ cái cấu trúc quẹt yếm được tạo bằng cái sợi carbon, khiến cho cái chiếc 987 C3 4V nó bật hơn bất kỳ thủ Superbike nào hôm nay. Và giá của Virus 987 C3 4V cũng được xem là quá đắt đỏ, 1.9 triệu bạc, tương ứng là 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật chính của Virus 987 C3 4V. Động cơ Airstream 4 thì làm mát bằng nước, 1198.4cc, công suất đa 165 mã lực, hộp số số cấp ly hộp khô, hệ thống kèo Rolex Zip Lim Virus hoạt động chế phục Hoalin, hệ thống kèo sau Motorshock Hoalin, hệ thống phanh trước Rambo đĩa kép, hệ thống phanh sau Rambo đĩa đơn, cái khung nhôm cộng với carbon mang thiết kế của Double Omega Design, cái chiều dài cơ sở 1400mm, đánh trước 17 inch, bản mâm rộng 3.70 inch, cái lớp trước là cỡ 120x70x17, bánh sau 17 inch, cái bản mâm rộng 6.00 inch, cái lớp sau là 180x55x17, dung tích bình xăng 12 lít, cái trọng lượng khô 159 kg. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.